Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà. Dạ đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm, an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, để tiếp tục với những video mà Lê Trung chia sẻ đến cả nhà mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà hoang, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có vong linh, vong quỷ đang trú ẩn. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến quý ông bà, cô chú anh chị của mình thêm một video nữa nha. Dạ, ở trên cái video ngày hôm nay đó cả nhà, thì Lê Trung có đến một cái khu rừng tràm. Thì lúc nãy, lúc khoảng 10 giờ, 11 giờ đó, thì Lê Trung cũng có đến một cái khu rừng tràm. Cũng thông qua là Lê Trung nhìn thấy được cái luồng âm khí nó tích tụ lại. Đó, Lê Trung mới đi vào thì trong lúc đó thì Lê Trung cũng có gặp được một cái vong linh. Đó, Lê Trung cũng có giả đò với cái vong linh đó là không thấy, để xem thử là phản ứng của nó như thế nào. Thì như cả nhà mình có theo dõi á, thì cả nhà mình cũng biết rồi, cũng thấy rất là rõ. Thì nó cũng phản ứng khá là kịch liệt. Nó kêu Lê Trung rồi Lê Trung không thèm lên tiếng, kiểu như Lê Trung giả đò không nhìn thấy nó thì nó chửi bới, cả nhà mình thấy cũng khá là tức cười đúng không cả nhà. Thì nói chung á, có nhiều cô chú á, thì bảo với Lê Trung á, nó thật sự ra thì vong linh họ cũng như chúng ta thôi. Họ cũng có cái cảm xúc, tuy rằng cái cảm xúc của họ không phải như là cảm xúc của con người của chúng ta, nhưng họ cũng biết hờn giận đó. Đó, họ cũng biết là đau khổ, rồi họ cũng biết ơn, biết nghĩa đó. Nhưng mà họ rõ ràng hơn con người chúng ta rất là nhiều cả nhà. Vong quỷ á, hay là vong linh á, họ rõ ràng lắm. Chúng ta thương họ, chúng ta giúp đỡ cho họ thì họ sẽ thương, họ giúp đỡ chúng ta. Chúng ta quấy phá họ thì họ sẽ quấy phá chúng ta. Họ rất là rõ ràng, chứ không phải như con người của chúng ta đâu. Ở bề ngoài, trước cái vẻ mặt lúc nào cũng cười nói vui tươi, lúc nào cũng anh em đó, chú con, dì cháu, nhưng mà thực sự ra ở sau lưng, thậm chí có những người họ vì cái đồng tiền họ có thể hại nhau mà chúng ta không thể nào mà lường trước được. Vì vậy ở trên cái cõi Ta Bà này mới có nhiều vong linh vất vưởng, rồi có nhiều cái câu chuyện tâm linh nó khiến chúng ta phải rơi nước mắt mỗi khi xem được, khiến chúng ta rơi nước mắt mỗi mà khi chúng ta nghe vong linh kể lại. Nói chung cuộc đời của chúng ta nó khổ hay nó sướng hay nó vui cũng đều là do cái ý niệm của chúng ta thôi. Chúng ta mang cái ý niệm tốt để chúng ta đối đãi với người đời, chúng ta đối đãi với nhau, đối đãi với những người xung quanh. Chúng ta không vì cái lợi ích cá nhân của riêng mình, cũng như không vì cái sự ghen ghét, cái sự ganh đua, đố kỵ, chúng ta hại nhau. Chúng ta sống với nhau có thêm một chút tình người thì cái cuộc sống, cái cõi Ta Bà của chúng ta chắc chắn nó sẽ được tươi đẹp hơn rất là nhiều. Ngay cả nhà mình có thể là liên tưởng đơn giản thôi. Cả nhà mình chỉ cần thấy người ta thương mình là cả nhà mình cũng thấy vui đúng không cả nhà? Đó. Thì nó là như vậy. Lúc nãy thì Lê Trung đến ngay cái khu rừng này, Lê Trung thấy thì nó cũng không có nhiều âm khí lắm cả nhà. Thấy có phớt phớt, Lê Trung đi đại vào, không biết có hay không. Nếu có thì Lê Trung sẽ chia sẻ lên cho cả nhà mình xem, còn không có thì Lê Trung sẽ đến chỗ khác, Lê Trung tiếp tục quay. Giờ là 1-2 giờ trưa rồi, 1-2 giờ chiều rồi. Nắng nó gắt ghê, nắng nó gắt mà lại không có miếng gió luôn. Ở nhà mình nhìn thấy đọt cây tiếng im ru, không động đậy.
Đây, cái này là cái đột chọi nè cả nhà. Cái này cả nhà mình xào mỡ hay xào dầu cũng ngon. Nó ngọt. Nhóc luôn. Phải nhiều nhiều xíu nữa hái về xào ăn. Chắc bữa nay tại đây chắc mình không đủ duyên rồi cả nhà. Đi chung đi nãy giờ mà vẫn chưa gặp không. Chim khách nó kêu. Khách khách khách. Chim khách nó kêu quá trời luôn mà sao không thấy khách. Quá trời đột chọi luôn nè. Ê. Tao đó. Gì vậy? Tao đó, mày bẻ cái là tôi bẻ cổ mày luôn. Bẻ gì? Gì? Thì đọt cỏ. Của tao đó, khu vực này là của tao đây là của tao đó. Không có con mày đem cái bất cứ cái gì ra đâu. Nhìn chứ tôi có dành đâu tôi. Mày cứ kiếm củi gì vậy mày sao thấy dao mày hái gì đem về ăn hả? Ây da, tôi có ở đâu? Mày vô đây làm gì? Tôi vô đây tôi đi tìm giống, tôi cúng cho giống ăn. Giống gì đây? Thì giống linh. Giống nào hết trơn á? Giống linh, giống quỷ chứ giống nào. Thì với ông là gì mà không giống? Tao ma chứ không phải là dông chứ không phải quỷ. Tao là ma. Ma hả? Ờ dạ chú ma. Nhắn tao ma hả mày? Bóp cổ mày bây giờ. Có gì đâu sợ. Ông không sợ tôi thôi, mắc gì tôi phải sợ ông? Tao làm gì tao sợ mày? Thì tôi ông không sợ tôi, mắc gì tôi phải sợ ông? Đúng không? Mình cũng như nhau thôi. Sao mày lắm lời thế? Mày cũng giống như chim khách đó đó. Kêu tối ngày à? Kêu chót chét mấy ngày đó hả? Nhưng mà người ta kêu người ta kêu người ta lắm lời cũng đâu hại tới ai đâu. Nhiều khi đó người ta làm cái niềm vui nữa. Không chừng. Ví dụ như ông ở trong đây có mình anh không mà có chim khách nó kêu ông đỡ buồn không? Trời ơi, mày ở nhà mày không chịu ở đi. Mày đi vô đây làm gì vậy? Thì tôi nói rồi. Đó tôi đi vô đây tôi kiếm vong linh, kiếm ma quỷ, tôi cúng cơm nước cho ăn. Mày làm như mày có lòng tốt quá. Tao không tin. Đâu có lòng tốt đâu. Nhưng mà cái việc làm này là cái việc làm tôi làm cũng đã lâu rồi. Gì? Là mày nói gì? Tôi nói là tôi cái việc mà tôi đi cúng cơm cho vong á thì tôi cũng làm lâu rồi. Tôi không có nói tôi là người tốt, nhưng mà tôi chỉ thấy các vị đói khổ vậy thôi thì tôi phát tâm ra tôi đi giúp các vị thôi, chứ tôi không phải là người tốt vậy đó. Tôi là người xấu. Nhiều người chửi tôi là người xấu lắm cho nên là tôi làm người xấu luôn. Đó. Tôi có lòng tôi đi cúng vậy thôi chứ tôi không có tốt. Không ai mà như mày cái nào giờ tao đâu có thấy người dương mà đi vô đây cúng cho ma quỷ với lại dung linh dứt dưỡng đối khác ăn. Tại vì không thấy chứ, tại vì không thấy chứ thật sự ra thì trên cái cõi tao bà này cũng còn nhiều người rất là trân quý và cũng muốn giúp đỡ cho vong linh dữ lắm chứ không phải riêng mình tôi đâu. Đâu, đâu, tao thấy ai đâu. Thì sao thấy được, nhiều khi ông chưa đủ duyên với họ sao mà ông thấy. Vậy chứ ông đi tìm đồ ăn, tôi hỏi ông nè. Ông đi tìm mỗi lần mà ông chất dưỡng như vậy rồi ông đi đâu ông tìm đồ ăn? Thì theo cái quán tính của tao thì kinh nghiệm tình trường ấy lộn kinh nghiệm thôi. Ừ. Tao có tình là tao, kinh nghiệm của tao là tao đi ra ngã ba nè ngã tư nè. Ừ. Rồi tao canh cái lúc bữa 16 á người ta đem ra đường á người ta giải ba cái đồ ăn á. Thì đó. Cái đồ kia. Thì cái đó là cái cũng là một cái tấm lòng thành của con là có ăn mẹ ơi. Thì cái đó là cũng một cái tấm lòng thành của người dương người ta đó. Thì người ta đem ra đó người ta cúng rồi người ta rải ra cho các vị ăn. Khỏi giành lộn với nhau. Đúng không? Chứ tự nhiên nếu mà không có tấm lòng mà để mà giúp cho vong linh thì người ta đâu có cúng kiến làm gì cho tốn tiền của người ta. Đó. Nhiều khi ông đi ra ngã ba ngã tư rồi đó, có cơm hoặc là có bánh trái cây đồ hoặc là có thịt luộc đồ này kia đó. Trời ơi, phải được như mày nói. Kiếm lắm mày ơi, lâu lâu mới được một bữa thôi. Thì tôi nói chung á, cơm á thì tao nói hả, có khi là một năm mà ăn được có một lần hai lần trở lại hả, không có cơm. Thì tôi nói chung á là cái vấn đề ở đây á là không, mình không, tôi cũng không có bao gồm và tôi cũng không có nói là tất cả mọi người. Tôi chỉ nói là mà có một số, đúng không, có một số, tức là có một số ít nhỏ hoặc là có một cái số cô chú anh chị nào đó thôi, chứ là tôi đâu có bao gồm tất cả mọi người đó. Vì vậy thì nhiều khi á là ông đi đến những nơi người ta tín ngưỡng, người ta
biết tới giáo lý nhà Phật nhiều thì người ta cúng nhiều. Còn cái, những cái nơi nào mà người ta không biết tới giáo lý nhà Phật á, thì người ta đâu có cúng. Đó là như vậy. Phải rồi. Tao thấy hình như đa số là vậy đó mà. Chứ sao nữa, bây giờ trên cõi Ta Bà này đâu có được bao nhiêu người tin tưởng là có vong linh ma quỷ đâu. Bởi vậy chúng ta làm ma, ta mất này á, cũng 7 năm rồi. Mà sao tao thấy á, đạn trường khó khăn quá mẹ ơi. Đạn trường lắm hả? Vậy là ông cũng đói dữ lắm, không khác gì mấy dòng kia. Chứ sao nữa, là thân phận ma quỷ, sao mà có ăn được. Vậy là đói lắm phải không? Đói thì kiếm đồ ăn này chứ đứng đây gì, nói chuyện nói dốc láo gì à. Thì mày đi ra khỏi khu gần này đi, rồi tao mới đi chứ mày vô đây rồi như mày hốt củi rồi hay là mày chơi ác rồi mày quẹt mũi lửa rồi mày đốt rồi sao. Bậy nữa, nói ra nó bậy liền. Ai mà làm người ai mà làm thế. Ai biết được, người họ gắn mắt lắm. Nói trời chứ tôi đi vô đây tôi tìm vong tôi giúp đỡ. Hồi nãy giờ tôi đi từ bên kia phía bên kia tôi đi qua tới gần hết đám rừng luôn. Tôi đi qua tới bên đây luôn, tôi tưởng nó không có gặp rồi, tôi đi về rồi. Ai về tới đây gần cuối đám rừng ấy mới thấy ông nè. Ai tin mày ơi, mày mới nói nó chơi rồi đi giúp nhân linh mày tìm nó chơi mà. Mày nói thiệt mày đâu có nói thôi mày đi về mà. bây giờ để, nếu mà không tin thì để tôi cúng cho ăn trước đi coi là tin hay không biết liền. Nói sách có sách mắt có chứng. Rồi bây giờ ma quỷ tin tưởng rồi mới biết được chứ. Rồi bây giờ vậy bây giờ ông ẩn đi chỗ nào đi rồi để tôi kiếm chỗ nào cho nó mát mẻ đấy. Sạch sẽ cái rồi tôi bày cái lễ ra tôi cúng cái thôi mời. Được không? Cũng được. Rồi vậy bây giờ ẩn đi. Trời. Rồi cái nhà, đây nói chung kiếm cái vị trí nào để cho nó mát mẻ nè. Rồi đặt mẻ đây đi cái. Đi chung qua bên cái vị trí bên kia. Chung cúng cái dòng này các bạn. Kêu là dông không chịu, là ma mới chịu, kêu quỷ cũng không chịu luôn, chỉ chịu ma thôi. Có nhiều dông cũng tiếu. Tưởng đâu trất quất luôn rồi chứ, ai giờ cũng còn gặp được. Cũng may mắn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vong linh đang đó khác lạnh lẽo vất vưởng trên cái cõi Ta Bà, thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ cho vị vong linh mới vừa xuất hiện ra cho con thấy ra đây để nhận hưởng những phần lễ này. Để giúp cho mấy đứa no lòng ấm dạ hơn đỡ đó lạnh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
có lý. Ôi ôi, vậy là được ăn rồi, không có còn đói khát nữa. Tính ra là cũng có lý quá chứ. Vậy là cúng là vậy đấy ha. Ừ, mà thấy cúng vậy là đúng rồi đó chứ, đủ bộ nữa, có ăn có uống rồi còn có cái mà để sưởi ấm nữa. Vậy thì tranh thủ sưởi ấm đi, chứ để một hồi là nhan tạng là không có sưởi ấm được luôn. Tới cái màn mà ăn đi, ăn là ngon hơn à. Có cái gì đây? Ôi ôi ôi, có hộp cơm, mừng quá mừng quá. Thấy cái thằng này nó vô đây nó nói xàm, vậy mà nó cũng tốt đó chứ. Ừ, nhờ nó tốt mà cái nó được ăn nè. Đúng rồi, nó vô đây nó bẩn cợt rồi nó phá cái gì trong cái khu rừng nè, mình không có trú ngủ được là tới số à. Cũng rất là muốn là ăn được nhiều vậy mà khổ nổi á, làm ma rồi, đâu có ăn mà thường xuyên được như vậy đâu. Hồi đó cứ nghĩ là lo cho vợ con không, ai dè cái số phận nó hẩm hiu, tính là kiếm tiền để sau này á, cho vợ con nó đỡ khổ. Ai vậy, vợ nó không có hiểu,
rồi nó mới làm cái điều sằng bậy dẫn đến sự việc mà đau lòng quá, tức lắm mà chứ bây giờ thành ma rồi nói được cái gì nữa. Biết vậy hồi đó hả, ăn ở không á, cho con vợ nó đi làm cho nó biết thân á. Trong này đâu có gì đâu mà ăn, toàn rừng cây rồi lá lú không, cỏ đâu có ăn được đâu. Này ăn được bữa thịnh soạn vậy là cũng mừng lắm, cầu nữa, cầu cho có ăn mỗi ngày luôn mà sao không có ăn ti rồi. Gì cầu cho có ăn mỗi ngày luôn hả? Ừ, khỏi cầu, không cầu sao được. Trên đường tôi đi kiếm đồ ăn, tôi phải cầu, tôi giái được cho có đó, mà không có mà giờ cái khỏi cầu lấy gì đâu ăn. Để tôi giúp cho, cầu chi nữa. Bây giờ thì ấy đi, rồi để cho tôi hỏi thăm vài vấn đề đi, rồi cái đầu tôi giúp cho đi về chùa tu luôn, khỏi cầu chi cho nó cực. Giúp cái gì? Mày không lẽ mày ngày nào mày cũng đem tới đây mày cho tao ăn rồi mày gọi là giúp hả? Tôi giúp cho ông đi về chùa. Thì về chánh chi? Về chánh đừng tu hành. Rồi về chánh đi, có sư thầy cái cúng kiến cho ăn chứ. Tại ơi, tôi nhiều việc lắm, đó đâu mà ở không đâu mà đi, ngày nào cũng đi vô đây cúng cho ông không? Gì tu hành không có được lợi ích gì đâu mà đi mày ơi. Tại sao không có lợi không? Cái gì? Có lợi hả? Lợi gì đâu mày nói tao nghe coi, lợi gì? Thì bây giờ ông tu hành, tôi nói ông thí dụ như giờ á, thì thứ nhất, cái lợi thứ nhất là về chùa là ông sẽ được ăn uống nè, hàng ngày. Cái lợi thứ hai là về chùa ông sẽ có nơi ấm cúng để mà ông trú ẩn. Cái lợi thứ ba nữa là về chùa sẽ được các sư, các thầy đưa đường chỉ lối, chỉ dẫn cho mình tu hành để tích phước đức, để đi đầu thai, không còn làm kiếp quỷ, đau khổ, chịu nhiều cực khổ nữa. Đó, ba cái lợi ích vậy, là ba cái lợi ích lớn như vậy mà ông nói không có lợi ích là sao được. Thiệt luôn hả? Tại chứ tôi nói dốc ông có được lợi ích gì đâu. Thấy cũng có lý chứ. Chứ giờ trước mắt ông thấy ông ở ngoài này nè, cái chỗ này ông ở nè, mưa xuống ông đâu có trú mưa trú bọng gì được. Rồi nắng thì quạt mai đi, nắng ví dụ nắng thì ông núp qua núp lại theo mấy cái bóng cây rồi thì được. Rồi gió làm đâu làm sao che gió cho ông được. Ừ, đúng á. Rồi đói khát ông phải, ông cũng phải đi tìm đồ ăn mà đâu phải là lúc nào cũng có đâu, mà đâu phải người dương nào người ta cũng cúng cho ông ăn đâu, đúng không? Ừ, phải rồi mẹ. Ừ, cho nên nó bây giờ là nếu mà muốn được no ấm hàng ngày, muốn được ấm cúng, rồi muốn được tu hành để đầu thai thì bắt buộc phải đi về chùa đó, để tu hành mới được. À, vậy là về đó là có lợi ích rồi, tốt đồ nó mới là về đó ha. Ừ, à, tao thấy vậy thì rồi, rồi. Gọn lẹ đó. Rồi ông tên gì? Tao hả? Ừ, nói chuyện nãy giờ mà chưa biết tên không? Tao tên Hưng. Hưng hả? Ừ. Thì ông mất lúc nhiêu tuổi? Tao mất lúc 36 tuổi mày ơi. Thì mất cách đây lâu chưa? Cũng 7-8 năm gì rồi đó. Ồ. Rồi lúc đó là quê của ông ở đâu? Quê ở Tàu hả? Ừ.
Quê của tao ở Đồng Tháp lận. Rồi không biết là vì cái lý do gì mà ông mất rồi ông không đi đầu thai được. Nguyên nhân thì cũng như là do tao một phần. Rồi á, cũng là con vợ tao một phần nữa. Là làm sao là ông nói gì tôi không hiểu rồi. Mỗi người một phần là làm sao? Đó đó, tao lấy vợ, ba mẹ tao cho ra riêng. Rồi tao chịu làm lắm rồi đó hả, tao mần dữ dằn lắm. Tao mần gấp 2 gấp 3 người từ thường á. Là tao buôn này bắt cái kia á. Không có chơi bời, không có nhậu nhẹt, không có cà phê, cà pháo, không có thuốc gì hết trơn á. Làm rồi về đem tiền về nhà. Tao làm thời gian cái có tiền đồ này kia đó. Rồi cái cất nhà tường, nhà cao cứ rộng đàng hoàng nha mày. Nhà rộng lớn đàng hoàng luôn. Rồi vợ tao nó sanh cũng được 2 đứa con. Rồi tao đâu có cho vợ tao đi làm gì đâu. Điều nó ở nhà rồi cho con đi học với lại nấu cơm nấu nước rồi thôi. Còn cái chuyện mần kiếm tiền là để tao. Làm đầu tắt mặt tối vậy đó. Sáng đi cái tối về, sáng đi chiều về, ôi đủ thứ hết trơn. Vợ tao thì đâu có làm gì đâu. Nó nhà nó không. Ok không? Tao làm ghiếp đi cái kiểu như mần quá mà mần nặng không à, rồi làm theo vụ mùa rồi bốc xếp bốc hó giác đồ đủ thứ hết trơn á. Có bốc hốt không? Không. Rồi về thì mệt thì nằm xá lai ra ngủ vậy đó. Rồi mà tao thấy con vợ tao nó càng ngày cái nó không có được vui vẻ gì hết trơn á. Nó cứ kiếm chuyện nó quýnh 2 đứa con không mà. Tao thì tao về thì 2 đứa nhỏ nó mét nó mẹ lúc gài thay đổi tính tình. Rồi á mẹ có dẫn cái người đàn ông nào về đây nè, rồi mẹ nói chuyện rồi cười giỡn đồ á, rồi 2 người còn nắm tay đồ nữa. Người ta mới nói nữa, ủa có khi nào là bạn bè của mẹ hay là anh em gì không? Nó không có phải. Cái này á con thấy là giống như là người yêu của mẹ vậy đó. Rồi lúc đó thì tao cũng nghi ngờ. Mà nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng mà tao đâu có bắt được đâu. Mà tao cứ mãi mê lo làm không hà. Rồi tao đâu có thời gian đâu bắt. Tao cũng là quyết tâm là kích về để mà bắt đó chứ mà. Trời ơi, nhầm thứ đi làm này nè, tao chỉ đâu làm đó vậy thôi. Nhiều khi đi xa rồi mới về tối đó, rồi đâu có dịp đâu mà rình rồi bắt ra làm sao. Cái bữa đó tao về cái tại cái bữa đó là tao về sớm đi. Tao về cái giấc mà trưa thì 2 đứa con thì nó cũng đi học rồi. Đâu có nhà đâu. Rồi cái tao đi vô nhà cái thì cái có cái con chó nó cũng mừng đồ này kia. Rồi cái tao nói ấy thì để hồi chủ cho ăn, rồi cái nó chạy đi đâu mất tiêu. Vô nhà thì tao thấy cái chiếc xe lạ đậu. Tao nói ủa cái xe ai gửi đây kìa. Rồi tao đi vòng rồi tao coi có ai không. Không thấy. Cái tao đi ra làm sao cái nhà vệ sinh đó, tao đi tắm rửa rồi cho sạch sẽ rồi vậy đó. Mà tao tính đi vô phòng để mà nghỉ ngơi. Cái tao đi ngang á. Rồi cái sao tao nghe cái gì á. Là con vợ tao nó phát ra tiếng nó nói là: anh ơi, bây giờ anh tính làm sao? Anh tính làm sao chứ 2 đứa mình lén lút lâu quá rồi. Cũng như chồng em nó về bất tử rồi nó phát hiện làm sao. Anh tính cho nhanh gọn lẹ đi chứ giờ em thương anh quá à. Cái chồng em bỏ bê em thiếu thốn, có anh á là anh á lấp đầy cái khoảng trống, với lại anh an ủi đồ anh chia sẻ với em. Em thương anh lắm, em quyết định là chuyến này em ly dị với chồng em theo anh đó. Rồi anh tính sao nha. Rồi cái người đàn ông đó nó phát nó mới nói là nó được, bây giờ mình vui vẻ một lần này nữa đi, rồi em sạn đồ đi, rồi tối nay á là anh qua anh rước, nhưng mà đi phải nhớ là đem theo một số tiền nha,
chứ anh giờ còn ít xịu à. Ừ. Không có đủ mà cho hai đứa mình trang trải đâu. Mình đi kiếm cái chỗ nào xa chỗ này đi, rồi mình cất nhà đồ ở đâu, rồi lúc đó mình tạo dựng sự nghiệp riêng. Chồng em nó ngu quá, nó chỉ biết lao đầu vô công việc thôi. Ừ. Nó bỏ bê vậy nè, vợ đẹp mà trẻ vậy, trời ơi, đúng là em là chân ái của đời anh rồi, anh tìm tới em là không có sai. Ừ. Tao coi tao nghe được tao nóng máu mày. Ừ. Rồi cái tao mở cửa ra. Rồi tao thấy hai đứa nó đang ôm ấp âu yếm nhau. Ừ. Rồi tao nói dữ ha. Ồ. Nay mày đặt cắm sừng luôn. Ừ. À, tao đi làm đầu tắt mặt tối về lo cho cái gia đình này. Rồi á, nhiều lúc nó tao đói gã gục luôn, đói gung tay luôn, mà tao cũng gắng làm, tao đem tiền về để cho mày. Rồi á, mày lo cho gia đình đồ này kia. Mày có làm gì đâu, mày ăn không, mày ngồi gồi. Chỉ cơm nước thôi, mày có làm gì nữa nặng đâu. Ừ. Ôi ơi, tao không ngờ luôn. Tao không ngờ vợ của mình nó ở với mình hai mặt con rồi. Bữa nay nó ngoại tình. Ừ. Nó dắt cái người đàn ông về ở trên ngay cái giường của mình đó chứ. Ừ. Thử hỏi coi tức không. Còn vợ tao nó trả lời song sổn à. Nó nói á, ai kêu mày ngu làm chi. Trời. Mày ngu mày đi làm mày bỏ bê tao. Rồi á mày về mày nằm xá lai vậy đó. Ừ. Rồi á mày có hiểu cho cảm giác của tao không. Tao cũng có sinh lý chứ bộ. Tao cũng có ham muốn riêng của tao chứ bộ. Ừ. Tao cũng rất thích là được làm tình đâu nữa. Nhưng mà mày về mày mệt mày nằm vậy đó, mày giống như thằng chết rồi vậy đó, rồi có làm ăn làm uống dưỡng gì đâu. Ừ. Thì mày không làm thì bây giờ tao tìm được cái anh Phúc này nè, ảnh lo lắng rồi ảnh lấp đầy cái khoảng trống giùm mày, vậy mà mày còn đòi gì nữa. Ừ. Cái tao mới chửi, tao nói bà mẹ mày, mày là một con gì người vợ mà mày nói chuyện ra vậy là mày coi được không. Trời ơi, tao đi làm ấy cũng vì là cái nhà này thôi. Ừ. Tao không muốn vợ của tao sau này nó thua với lợi người ta. Tao không muốn con của tao sau này nó có vợ có chồng rồi á, ở bên vợ bên chồng nó khi về nó không có tiền không có của. Cho nên tao mới lao đầu vô công việc, tao làm tao kiếm tiền tao tích góp để sau này cho hai đứa nó có của hồi môn đồ này kia. Ừ. Để cho nó không thua với sức với những người khác đồ này kia nữa. Tao nói vậy mà có gì sai. Rồi tao làm vậy đó có gì sai mà mày nỡ lòng nào mà ngoại tình tao. Rồi mày cầm cho vô đầu cho tao á một cặp sừng bự còn hơn cặp sừng trâu nữa. Ừ. Mày đúng là một cái con vợ á không ra gì. Rồi cái vợ tao nó trả lời nó nói, cũng tại mày không à, có của rồi á, nhà cao cửa rộng vậy nè mày không biết an hưởng, có đất có đai mà không biết an hưởng đi. Rồi mày cứ mà mần đầu tắt mặt tối, mần giết cho chết hay gì. Mày không phục vụ được tao thì tao thiếu thốn thì tao kiếm người phục vụ tao chứ. Ừ. Thì ai kêu mày ngu thì mày gán chịu thôi. Giờ mày trách ai nữa. Rồi cái thằng nhân tình đó, nó nói, thôi bạn ơi, ai kêu bạn có vợ đẹp rồi con ngoan rồi bạn không có chăm sóc đồ này kia. Rồi vợ bạn đến tuổi này sinh lý nó mạnh nữa. Ừ. Trời ơi, nói thiệt với bạn á, vợ bạn tuyệt vời lắm mà bạn không biết khai thác gì hết trơn à. Ừ. Ôi cô ấy nhiệt tình lắm, nồng nhiệt nữa, người ta nói hả, mạnh mẽ nữa. Ừ. Đối với cô ấy hả, trời ơi, tôi bán hết cả tài sản cỡ nào tôi cũng mua có được cổ á, mà tại vì bạn ngu quá bạn không biết gì hết trơn. Ừ. Trời ơi, lúc đó hả tao nóng, tao mới nhào tới hả, tao quánh cái thằng nhân tình nó tơi tả, rồi nó cũng xin tha đồ này kia. Tao thấy nó nằm chèm bẹp ở dưới rồi. Ừ. Tại vì nó đâu có làm lợi tao. Tao mần nặng mà tao lực dữ lắm. Ừ. Tao quánh đòn nào là chí mạng đòn đó mà. Rồi nó nằm đất một đống vậy đó. Rồi nó gian sinh, nó quỳ lại. Rồi tao thấy vậy đó, tao không dám quánh nữa. Tại tôi tính quánh thêm nữa, nhưng mà sợ quánh người gũi như nó chết ở trong nhà mình rồi. Rồi mình nó dính dấp tới mà chính quyền nữa. Ừ. Rồi lúc đó đi tù đi tội nữa. Tao mới nương tay, tao mới tha. Rồi đó, tao mới quay qua, tao chỉ vô con vợ tao. Tao nói, mày không đáng là con vợ của tao. Thôi, mày cuốn gói mày đi theo nó luôn đi.
Bây giờ tao không thấy muốn thấy là cái bản mặt mà phụ bạc của mày nữa. Mày không đáng là người vợ tốt của tao, không đáng là người mẹ mà có hai đứa con của tao nữa. Mày đi đi, mày đi phước mắt tao đi. Chẳng thà bây giờ tao kiếm con vợ khác về đây tao ở, chứ tao không bao giờ ở với cái loại đàn bà mà ngoại tình như mày. Rồi đó, nó lườm lườm đầu này kia nè, tao nhào lại tao tán cho con vợ tao mấy bập tay á, ra máu miệng luôn. Rồi đó, tao đẩy đẩy nó đi ra, mày đi đi. Rồi còn thằng kia nữa, thằng khốn nạn, mày đi đi. Chứ mày ở đây ăn hồi là tao giết mày đó. Tao kiềm chế không nổi lần hồi tao giết hai đứa bay đó. Rồi đó, tao mới quay đầu tao ngoảnh tao tính đi ra, nhưng mà tao chưa kịp đi ra tới cửa nữa là nó đứng lên á, nó chụp cái ghế á, nó quết vô đầu tao một cái một hả. Tao nói hả, cái đầu tao nó quay là chán dáng mặt mày, tao té cái gật xuống, áo đầu nó ra nhiều quá. Rồi tao chết luôn. Rồi vậy từ đó là bắt đầu sanh hận không đầu thai được. Chứ sao nữa. Thì sau khi cái thằng đó, cái ông người tình của vợ ông đó giết ông đó rồi, có bị pháp luật trừng trị không? Có chứ. Nó quết tao một cái vậy rồi làm sao mà nó thoát khỏi được. Mà trong khi tao á cũng vì gia đình tao làm vậy, mà có gì sai đâu. Thì đúng rồi. Vợ tao nó không hiểu cho tao, mà nó còn đi ngoại tình nữa chứ. Thử coi. Nói chung thì giờ cái loại đàn bà đó nó đã vậy là nó vậy rồi, chỉ lấy cớ thôi. Chứ thực sự ra có một cái tấm chồng mà tối không ăn chơi đua đòi, không rượu trà thuốc lá đồ này kia, vậy là quá quý rồi. Mà còn không biết đó là do người phụ nữ thôi, chứ bây giờ là không có đổ thừa đổ bọng gì cho ai được hết. Quan trọng là bây giờ thí dụ như giờ tôi nói ông là nhiều khi nó còn là do cái nghiệp của mình nữa. Nhiều khi ở nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã gây nghiệp, gây lỗi làm được với cái cô đó, cho nên kiếp này cô đó đến với mình để cho mình trả nợ, trả lại cái nghiệp của mình ở kiếp trước thôi. Nó bây giờ quan trọng là để kiếp sau mình không còn phải chịu cái cảnh như vậy nữa. Đó thì mình phải biết tu tâm sửa tánh, tu hiền tu lành, đó, rồi tích phước đức, rồi là đầu thai lại để mình không có mang nhiều nợ nần nữa, thì kiếp sau mình mới được sung sướng, đúng không? Phải rồi đó mẹ ơi. Thôi giờ đi về chùa để tu đi, rồi kiếp sau mình ráng mình làm cho mình ráng tu đi, để kiếp sau mình nó có được cái người nó được vui vẻ thoải mái hơn ha. Chấp vậy đi. Rồi giờ chấp tay lên đi. Niệm tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, dạ. Hôm nay khi mà Lê Trung đến ngay chỗ cái rừng tràm này để tiếp tục tìm kiếm vong linh hữu duyên để giúp đỡ, thì Lê Trung lại gặp được một cái hoàn cảnh vong linh nó cũng khá là éo le. Cũng chỉ vì đó là chăm chút vào trong cái việc làm để mà tạo dựng cái kinh tế cho gia đình đó. Cũng mong là con mình sau này có cuộc sống nó được thoải mái an yên đó, cũng như là nó hạnh phúc hơn. Nhưng mà cái người đàn ông này lại cuối cùng là phải chịu cái cảnh là vợ ngoại tình với người đàn ông khác, chỉ vì là anh ta bỏ bê đó, không có quan tâm nhiều. Nhưng mà nói chung đó, nói gì thì nói, cái nghiệp cái quả ở kiếp này cũng là do chúng ta đã tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp trước, cho nên là mình ở kiếp này mình đau khổ là cũng vì mình đã mang nợ mang nghiệp. Cho nên là ở kiếp này khi mà chúng ta gặp được những cái sự đau khổ như vậy rồi, thì chúng ta cần phải cố gắng tu hành, cố gắng tích phước đức, nó tu tâm sửa tánh của mình, nó không làm nhiều điều xấu quấy nữa, để kiếp sau chúng ta mới có được cái cuộc sống nó vui vẻ. Rồi đến đây thì Lê Trung xin phép khép video tại đây nha cả nhà. Lê Trung xin kính chào và hẹn gặp lại các nhà mình ở video tiếp theo.